À, thầy Thanh xin chào thầy cô, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2024. Hôm nay thì thầy sẽ làm lại một cái video số 2 về hướng dẫn ra một cái câu trong một cái đề thi thử mà thầy Thanh làm, và thầy chỉ lại cái quy trình ra làm một cái đề như sau, để cho các bạn hình dung được rằng để ra được một cái câu thì các thầy cô sẽ thường có thể làm như trên để có được một cái bài thi, một cái đề hay. Rồi đầu tiên thì cái mục đích của video này để cho các bạn hình dung được rằng là sau cái quá trình thầy chia sẻ toàn bộ cái đề thi và video hướng dẫn bài giảng của các cái tuyển tập đề thi vào cái lớp 10 chuyên tin này, thì hy vọng là sẽ được các em đón nhận một cách tích cực. Cũng mong nhận được sự góp ý của các bạn để thầy có được cái video và cũng có được các bài hay hơn. Rồi bây giờ khi nãy ta đã thử làm được một cái bài về bộ số Pythagore, ta chế từ một cái nền tảng, một cái nội dung đã có sẵn, và cái đề thi nhằm kiểm tra kỹ năng lập trình của học sinh. Ta không đánh đố học sinh, kiểm tra kỹ năng lập trình học sinh. Vậy thì đầu tiên thì ta sẽ lấy một cái bài nào đó ở đây, ví dụ như ta có một cái bài, ví dụ như lấy cái nền là của bài lát gạch này chẳng hạn. Ta lấy một cái bài tập cơ bản đã có rồi, sau đó ta sẽ chế nó thành một cái đề thi. Đề bài là trong một hình chữ nhật kích thước A nhân B chia thành lưới ô vuông đơn vị, người ta lát cái hình chữ nhật bằng viên gạch màu xanh và viên gạch màu vàng. Màu xanh ở viền, màu vàng ở lõi. Bây giờ người ta cho AB là số viên gạch bài này thì ta sẽ phải chế nó ngược lại chứ bài này thì thành ra lại dễ quá. Vậy thì cho một hình chữ nhật được chia thành lưới ô vuông đơn vị, người ta lát hình chữ nhật bằng những viên gạch màu xanh và màu vàng. Màu xanh lát ở viền, màu vàng ở phần lõi. Biết rằng ta sử dụng hết A viên gạch màu xanh, X viên gạch màu xanh thì cho nó ngầu, và Y viên gạch màu vàng. Thì nhiệm vụ của chúng ta là cần tìm cái yêu cầu là tìm kích thước của hình chữ nhật. Đấy là cái bài biến thể của bài toán này. Vậy thì ta sẽ sửa lại yêu cầu của bài toán. Đề bài là cho n và n bộ số xy và y tương ứng với số viên gạch màu xanh và màu vàng để lát được hình chữ nhật thứ y. Yêu cầu là hãy đếm số lượng hình chữ nhật có cạnh thỏa mãn tỷ lệ vàng. Sau đó ta quay ở đây thỏa mãn tỷ lệ vàng. Vậy thì có cạnh, có tỷ lệ các cạnh thỏa mãn tỷ lệ vàng. Vậy thì khi đó ta sẽ thực hiện ở quay lên ở chỗ này thì ta lại lên đây, ta lên quy kỳ có tỷ lệ vàng là gì. Đấy, thì trong quy kỳ người ta cũng có giới thiệu về tỷ lệ vàng là một trong những khái trong tế bào. Người ta có khái niệm là tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng của đại lượng. Tỷ lệ vàng là người ta được biểu diễn là bằng này.
biết một cái gì đó sai. Rồi, trong toán học có hai đại lượng gọi là tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng. Được gọi có tỷ số vàng, tỷ lệ vàng. Thì, nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với các đại lượng lớn hơn bằng tổng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Vậy thì ở đây người ta đưa ra cái khái niệm là tỷ lệ vàng ký hiệu bởi chữ phi. Chữ phi nữa họ viết là ta thêm một ký hiệu đặc biệt à. Trong ký hiệu đặc biệt nó có chữ phi này. Chữ phi tại insert symbol. Chắc là ta tìm bị equation à, tìm chữ phi nó nằm ở đâu. Đấy rồi, may quá. Cũng tìm ra được chữ phi, đúng không? Phi trong bảng là từ nhà đứng lên Phi ấy, nhà đứng lên. Nhà ngồi lên đây. Rồi tỷ lệ vàng nó được A cộng B chia A bằng A chia B. Equation phân số. Đấy, ta cứ làm một cách bình thường như này. B chia A bằng A chia B. Đấy. Và trên thực tế cái tỷ lệ vàng này nó sẽ giải cái thằng này ra thì người ta chứng minh được rằng tỷ lệ vàng của cái hệ số phi này nó bằng phi phi bằng phi và người ta trên tìm ra được cái số phi này là 1,61803 1,618033 9887 vân vân. Đấy. Và sau đó người ta đơn giản hóa và ta có tỷ lệ vàng là bằng hay đơn giản hóa ta có tỷ lệ vàng bằng thứ này. Đấy, tóm lại như thế. Thì cái tỷ lệ vàng này nó cũng là một trong những cái thứ rất hay. Sau này các bạn học vào về kiến trúc thì các bạn nhận thấy cái tỷ lệ vàng nó khá thú vị trong các cái kiến trúc hoặc là bức tranh nàng Mona Lisa hoặc là vân vân. Vì vậy thầy lấy cái bức hình ảnh này. Trong đề thi ta cũng nên chọn thêm các cái hình ảnh để tránh cho cái đề thi nó hơi nhàm chán. Tất nhiên khi lấy hình ảnh ở đâu ta nhớ trích nguồn vào để đảm bảo bản quyền của tác giả. Rồi như vậy thì người ta kéo cái này xuống đây.
Rồi mình đưa ra lời dẫn ở phần này. Rồi sau khi đưa ra lời dẫn xong rồi, có nghĩa là ta đang dẫn dắt đến một cái nền của bài toán. Tiếp đến ta sẽ thực hiện đưa ra các cái khái niệm này. Đưa ra khái niệm xong thì ta đưa ra kết luận luôn là tỷ lệ vàng bằng từ này. Rồi sau khi đưa ra tỷ lệ vàng này rồi, bây giờ người ta mới quay về cái bài toán gốc của mình. Tỷ lệ các cạnh thỏa mãn tỷ lệ vàng. Rồi. Vậy ta đã xong rồi cái phần này. Ta xong một cái background vào đây. Ta kéo nó vào đây. Ta lên nốt. Yêu cầu ta thể hiện rõ để cho thí sinh có thể hiểu đề cho cái gì và cần tìm cái gì. Rồi, vậy ta quay sang đây. Lấy cái dòng yêu cầu. Ừ, lạ thật, khi nãy thầy quay video đầu kia thì trời mưa rào mưa tầm mưa tã, sang video này trời nắng cách đó 3 phút. Ừ. Thầy, mặt trời nắng rồi thế nó mới lạ chứ, đúng đấy. Và như thế thì ta nhận thấy là ta đã giải quyết được cách ta chọn phông chữ cho nó cùng cỡ chữ, bởi vì ta chép nó từ nhiều nguồn khác nhau, ta định dạng về cùng một phông chữ. Rồi bây giờ dữ liệu vào gồm ta có dòng 1, dòng 2, ghi số đô với dương n là số lượng. Dòng 2 n dòng tiếp theo. Mỗi dòng ghi một ghi số 2 số nguyên. N dòng tiếp theo, dòng thứ y. Con đã về có bị ướt không? Tạnh mưa mới về à? Có sữa chua bố bỏ trên ngăn đá. Khi ta chọn thì ta cũng nên đưa ra giới hạn của các biến. Một đề thi hay là một đề thi có giới hạn số nguyên dương. Rồi. Con trai đâu? Con trai có gì đấy? Con có crepe à? Dữ liệu ghi ra tệp này số lượng. Đấy.
khi phần yêu cầu này thì đề hỏi cái gì thì ta sẽ trả lời cái đấy, tránh tình trạng là đề hỏi ta cái việc hãy đưa ra kết quả của bài toán, đây là cái từ không nên đi, ta phải đưa ra đề cho cái gì, hỏi cái gì, thì cái chỗ phần output này thì tác giả ra đề nên ghi rõ ràng là đề hỏi cái gì thì ta đưa ra cái đấy. Rồi. Như vậy trên chỗ này thầy ta đang còn thiếu thêm một cái test, và khi đó tác giả phải nên code bài toán của mình và sau đó để đưa ra được cái test cho đề bài. Như vậy trên đây ta đã làm xong cái ra được của một câu trong một cái đề thi dựa vào một cái bài toán có sẵn. Bây giờ ta kiểm soát lại chính tả. Đầu tiên là giới thiệu cái khái niệm tỷ lệ vàng. Rồi bây giờ người ta hỏi rằng cho hình chữ nhật ở trên nếu u đơn vị người ta đã hình chữ nhật thành các bên màu xanh màu vàng nữa. Rồi. Rồi, cái này thế ta phải thêm các này. Với bộ số y đảm bảo có nghiệm làm một cái hình chữ nhật. Rồi như vậy ta đã ra được một cái bài rất chi là hay, mới ma trận hoàn hảo của vạn vật, ta thêm cái nốt này vào. Ok, suit caption hình ma trận hoàn hảo. Đấy, như vậy ta đã giải quyết xong được cái bài đầu tiên rồi. Và như vậy thì ta nhận thấy rằng khi ra một cái đề thì ta nên lấy một cái background từ những cái khái niệm có một cách rất rõ ràng. Sau đó ta liên kết với một bài toán cơ sở. Và sau đó từ đấy nó biến thể thành một bài toán mới. Và mục tiêu chính của bài toán là kiểm tra xem học sinh có kỹ năng lập trình hay không. Chứ ta không đánh đố học sinh. Ta đang kiểm tra kỹ năng lập trình, tư duy logic của học sinh. Và từ đó thì các bạn học sinh đọc đề, hiểu đề, nảy ra ý tưởng thuật toán và cài đặt được ý tưởng thuật toán và nộp bài và chấm có điểm. Rồi trên đây là cái ví dụ thứ hai để đưa ra là cái cách để ra một cái bài toán mà trong cái tuyển tập 70 đề thầy đang biên soạn cái thi thử để gửi đến các bạn học sinh, là cái quy trình làm một cái đề thi như thế. Rồi và cũng mong là các bạn sẽ đón nhận các video bài giảng và cái đề thi thầy đưa ra một cách tích cực. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Tạm biệt các bạn. Các bạn lưu ý video bài giảng của tuyển tập đề thi này thầy sẽ đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn theo dõi thường xuyên và nhớ like, share, comment kênh giúp thầy nhé. Xin chào cả nhà.